mỗi dân tộc có làn điệu dân ca riêng, và những điệu dân ca ấy có giá trị về văn hóa nghệ thuật, đã được lưu giữ và phát triển qua nhiều thế hệ. Và cứ thế, họ trao gửi và tiếp nối để văn hóa dân tộc sống mãi với thời gian. Bắt đầu từ chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với những con người giữa hồn dân tộc. Hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ một cụ bà đã ngoài 80 tuổi, nhưng bà luôn đau đáu làm thế nào để phát huy giá trị của Lượn Slương, một làn điệu dân ca của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Tam phát phái tận tinh đông ơi, nhì nhói mèn than đét trói ơi lồng. Không chỉ mê Lượn Slương, một làn điệu dân ca của dân tộc Tày, của quê hương Thạch An, mà bà Đinh Thị Đà, một cô giáo người hưu, nghệ nhân dân gian, luôn chăn trở đau đáu để truyền dạy làn điệu này cho thế hệ sau. Và với bà, không chỉ dạy hát, mà bà còn thổi hồn, truyền tình cảm, biết yêu văn hóa dân tộc cho rất nhiều bạn trẻ, học sinh. Để rồi, họ sẽ là dấu gạch nối để bảo tồn di sản và phát huy giá trị độc đáo của dân tộc. Lượn Slương khởi nguồn từ huyện Thạch An, rồi lan truyền đến các vùng lân cận thông qua giao lưu văn hóa tại các lễ hội hoặc các cuộc hẹn hò giao duyên của thanh niên làng bản. Lượn Slương được truyền từ đời này qua đời khác theo phương thức truyền khẩu. Do có lịch sử lâu dài nên Lượn Slương được coi là di sản văn hóa độc đáo quý báu của dân tộc Tày. Và những ca từ cũng được ghi chép sáng tác của những người yêu môn nghệ thuật dân tộc này qua sự đúc kết tình cảm bắt nguồn từ cuộc sống. Giá trị của Lượn Slương nằm ở sự độc đáo về nội dung và nghệ thuật. Một canh hát Lượn Slương gồm các phần như lượn chào bạn, lượn chào thổ công làng, vào nhà chào cầu thang và lượn chúc mừng, lượn hát giao duyên, lượn chia tay. Lượn Slương nghĩa là lượn thương, là bộc bạch niềm thương nhớ, niềm nhớ thương của một tình yêu đã sâu nặng. Cách diễn đạt của Lượn Slương mang đậm màu độc thoại hơn là những dấu hiệu hình thức của ngôn ngữ đối thoại. Thưa với các cháu là trong những cái loại thể loại dân ca của các dân tộc ấy, thể loại nào nó cũng hay, thể nào nó cũng đẹp, nó cũng mang tính chất trữ tình, nhưng mà mỗi một dân tộc, mỗi một thể loại nó có một cái riêng nét, riêng cái dân tộc Tày ấy thì nó chỉ có mỗi cái Lượn Slương thôi. Thì cái này là nó có từ xưa rồi, không biết là đời nào chẳng ai biết được nữa, nhưng mà nó rất là uyển chuyển. Cho nên là nó mỗi khi cất lên thì nó riêng cái gọi là cái độ thanh chắc thanh bằng ấy, người ta gọi là cái gì rồi cái thanh trầm mình không biết nữa, nhưng mà nó rất là uyển chuyển, nó mượt mà, nó dễ đi vào lòng người. Đấy là cái gọi là cái nghệ thuật. Chứ còn cái nội dung của nó thì nó chứa nhiều thứ, nó hay ho lắm. Thí dụ như nó bao la cả cái tình yêu quê hương này, tình yêu bạn bè này, tình yêu làng xóm này, rồi thì là, nhất là đôi lứa thì rất là nhiều, mà người ta gọi là giao duyên, tình yêu đôi lứa. Nó bao trùm cả mọi thứ, nó không phải riêng biệt, cho nên nó rất là bao la. Mà nghe nói chuyện ngay về cái nghệ thuật của nó thì ngày xưa các cụ có biết chữ gì đâu, nhưng mà sao mà biết dùng những cái từ nó có chứa nhiều này, rất là ẩn ý, thử như ví von này, so sánh này, ẩn dụ này, đủ thứ. Người ta nói mà chỉ một cái việc này nhưng mà nó ý của nó là nói sang chuyện khác. Cho nên nó hay cái đó, mà tôi thì tôi càng đi sâu và tôi càng đam mê, và mà cũng phải là khâm phục ngày xưa các bà, các ông làm sao mà có biết chữ gì đâu. Ngay cả cái chuyện mà muốn đi nói chuyện với con trai thì cũng phải một người trong làng biết chữ, nhưng phải 5-6 người nhờ vào một đêm với nhau, phải nhờ viết thư tình cho nhau thì làm sao mà lại biết được những cái câu. Bây giờ ngay cả thời đại này mình cũng không biết, có thể nghĩ rằng họ làm ra được, họ nghĩ ra được những cái từ mà bây giờ mình có nghiên cứu thì cũng chịu. Đã nhiều năm, cứ vào dịp hè, ngôi nhà của bà Đà trở nên nhộn nhịp hơn bởi từng nhóm học sinh đến để học lượn chương. Các em đến đây như được trở về với cội nguồn của văn hóa quê hương. Không chỉ được học hát, mà các em còn hiểu hơn về giá trị của làn điệu dân ca dân tộc. Hoa nở mùa xuân, có hoa đào và hoa mận. Hai thứ hoa này tinh khiết mà đẹp đẽ nhất, tượng trưng cho cái sự rất là trong sáng và đẹp đẽ của mùa xuân. Thế thì còn tại đây là tháng riêng là mùa xuân, còn bươn nhì là tháng 2 thì cũng có hoa, nhưng hoa này thì tất cả là tháng như là hoa rộn nở ở chỗ rừng núi mà bàn ngàn hoa nở, thì các sức này nở thì để cho ong bướm nó đến để nó... Con đi học lượn Slương từ năm lớp 1. Bà Đà dạy con học. Bà Đà bảo con đi học. Bà Đà lượn Slương rất hay. Con thích lượn Slương vì lượn Slương rất hay. Lượn Slương là làn điệu của dân tộc Tày. Lượn Slương của chúng mình ấy, bây giờ chúng mình là người đầu tiên bắt đầu mới đào bới lên để mà coi như là đào bới lên để mà chắp vá khôi phục lại cái nền văn hóa ngày xưa của ông cha ta để lại. Tôi đây này, tôi dùng vào cái chậu hoa của các con, mỗi dùng một cái cây. Bà Bế Thị Ngái cũng như bà Đinh Thị Đà, hai bà cùng được công nhận là nghệ nhân dân gian, cùng lớn lên tắm mình trong những câu lượn mượt mà say đắm lòng người. Và hai bà cùng là những người đang truyền dạy cho thế hệ trẻ. Cả hai đều ở tuổi ngoài 80, đều sống và lớn lên với văn hóa cội nguồn của lượn Slương. Họ luôn bên nhau, cùng chia sẻ tâm tư và bàn bạc về cách truyền dạy cho con cháu. Và bà Đà, bà Ngái luôn mong muốn cái đẹp, cái hay đó được tiếp nối bởi thế hệ trẻ. Vì nó đẹp quá, vì nó mang ý nghĩa quá, và ngày xưa người già người ta đã sống với cái đó để làm động lực sản xuất, để tồn tại đến bây giờ rồi, thì bây giờ nếu mà để mai một đi thì quá tiếc. Coi như một cái động lực, tiếp một cái động lực để họ lao động, cứ muốn là làm thế nào mà nó bây giờ phát triển như là các làn điệu khác, Mà muốn là bây giờ con cháu đi đâu thì cũng trong đầu cũng có cái âm u như cái này để mà hát. Bà Đà là người dạy con hát Lượn Slương và con hay hát Lượn Slương vào lúc khai giảng năm học và tổng kết năm học ạ. Con cảm thấy bà Đà là một người yêu âm nhạc và bà Đà có giọng thanh thoát và bà Đà hát rất hay ạ. Bà Đà đã truyền dạy cho các con những làn điệu dân ca của người Tày ạ. Tiếng Lượn Slương cất lên da diết mềm mại sâu lắng trong ngôi nhà nhỏ giữa xóm. Nghệ nhân dân gian Đinh Thị Đà mặc dù tuổi đã cao, sức khỏe đã giảm sút, nhưng bà vẫn hát, vẫn truyền dạy để văn hóa dân tộc sống mãi với thời gian, để tiếng Lượn Slương luôn song hành với cuộc sống cùng bà con. Những bông hoa trước sân nhà vẫn ngát thơm như chính làn điệu dân ca dân tộc Tày của huyện Thạch An, vẫn giữ nguyên giá trị và phát triển bằng sự đam mê, trách nhiệm của nghệ nhân Đinh Thị Đà và nghệ nhân Bế Thị Ngái. Họ là những người giữ hồn dân tộc. Các đức trang ngàn đều tròn phong, các đức trang ngàn đều tròn ơi, mang bữa buồn tan bên kính ơi lòng là.